Phụ kiện audio xin thân mến kính chào tất cả quý vị và các bạn, các bác và anh em đam mê âm thanh trên khắp mọi miền tổ quốc đang cùng quan tâm, truy cập và theo dõi video clip trên kênh YouTube của phụ kiện audio. Trước khi vào nội dung chính của video ngày hôm nay thì rất mong các bác và anh em nào đang theo dõi video mà chưa nút đăng ký kênh thì có thể bỏ ra từ 5 đến 10 giây quý giá của mình để ủng hộ phụ kiện audio bằng cách nhấn vào nút đăng ký kênh cũng như là bật nút chuông thông báo để có thể thường xuyên cập nhật được những video clip mà phụ kiện audio đăng lên mỗi ngày. Các bác và anh em thân mến, để tiếp tục cái chuyên mục mà giới thiệu đến các bác và anh em những chiếc âm ly hàng bãi nội địa Nhật chuẩn zin chưa qua sửa chữa thì ngày hôm nay em có về được một chiếc âm ly của Yamaha. Con này mã là A5DB các bác và anh em nhé. Yamaha A5DB, một chiếc âm ly nội địa Nhật. Con này thì đánh 4 con sò than và công suất là 150W. Yamaha A5DB, 4 sò than 150W. Về ngoại thất con này thì còn rất là khá là mới và đẹp các bác và anh em nhé. Yamaha A5DB, đây là trực diện cái mặt trước sản phẩm này. Và trước khi đi vào giới thiệu chi tiết về chiếc âm ly này thì vẫn là một cái cam kết như những video trước em cũng đã nói cho các bác và anh em. Đó là những cái mặt hàng, những chiếc âm ly em quay lên cho các bác và anh em, giới thiệu đến với các bác và anh em thì em sẽ cam kết đầu tiên là hàng chuẩn nội địa Nhật các bạn nhé, nội địa Nhật sản xuất tại Nhật. Và thứ hai là tất cả những cái chiếc âm ly này thì đều là chuẩn zin và chưa qua sửa chữa cũng như là thay thế bất cứ một cái linh kiện gì bên trong cả. Đấy, để các bác và anh em chúng ta có thể yên tâm chúng ta xem tham khảo và chúng ta lựa chọn mua sắm phối ghép cho thiết bị dàn âm thanh của mình. Đấy, còn ngay bây giờ thì em sẽ giới thiệu chi tiết vào chiếc âm ly này để các bác và anh em xem nhé. Đầu tiên là em sẽ quay một vòng cái sản phẩm cái chiếc âm ly này để các bác và em xem về cái ngoại thất bên ngoài này. Ngoại thất bên ngoài thì mặt trước còn rất là đẹp như này các nhé. Đấy, mặt những cái chữ này vẫn còn rõ, rất là rõ nét này, còn nét nét nguyên này, chưa có dấu hiệu bị mờ đi này, ngoại trừ một chút là ở trên này, cái một này, một hai ba cái phần này thì nó hơi có một chút xước răm, cho rằng là do va quệt nhẹ vào đâu đó một chút xước răm thôi. Còn đầu mặt trước này còn rất là mới đẹp này, mặt nắp lưng ở đây nước sơn zin các bác nhá, nước sơn zin luôn. Đấy, bên hông này, bên hông này, bên này nữa, bên hông bên này nữa. Đấy, các bạn nhìn nước sơn zin đen zin nguyên luôn. Và đây là phần mặt trước của chiếc âm ly này, rất là nhiều những cái núm để chỉnh. Đầu tiên là chúng ta sẽ có nút nguồn này, power này, nhấn này, tắt mở này. Speaker ở đây là A hoặc là B các nhá, chúng ta có thể đánh trực tiếp cả hai cầu luôn, cầu A cầu B. Đấy, qua cầu B chỉnh bát này, chỉnh chép này, chỉnh bát chép này. Ở đây là hai filter này để tăng cái giải cao lên các bác nhỉ. Ở phần này chúng ta sẽ có phần hai filter ở đây để tăng giải cao lên, chỉnh do phono này, ba lăng cân bằng giữa hai loa này. Lao nớt ở đây có một cái hay ở những cái dòng âm ly Yamaha, đó là phần lao nớt chúng ta có thể điều chỉnh cường độ của lao nớt. Flat là cao nhất các bác nhé, là chúng ta sẽ nhỏ dần đi này, hoặc là mặc định thì nó sẽ để mức cao nhất là flat ở đây. Đấy. Real này, chúng ta sẽ có điều chỉnh real ở đây. Đây là đường cái núm để chỉnh các đường vào như là step 1, step 2 này, phono này, tuner AUX. Khi mà chúng ta chọn cái đường nguồn vào nào thì đèn ở trên này sẽ sáng lên các bạn nhé. Đấy, step 2 này, step 1 này, phono này, tuner này, AUX. Đấy, đầy đủ ở đây. Đây núm volume, núm volume của sản phẩm. To nhỏ âm lượng. Về tổng quan chiếc âm ly này thiết kế cái mặt trước khá là đẹp các bạn nhé. Bass chép này, ba lăng cân bằng này, tăng giải cao này, lao nớt này, chỉnh cường độ của lao nớt. Đặc biệt em rất thích cái là chỉnh cái cường độ của lao nớt này các nhé. Chỉnh cường độ của lao nớt, phono này, drag out này, input đường vào này, speaker, toàn bộ là cầu nhún hết các bạn nhé, nhún. Bên hông. Còn bây giờ em sẽ quay ra cái mặt sau để giới thiệu với các bác và anh em này. Phía mặt sau còn rất là đẹp như này, ngoại trừ một cái, đúng một cái là cái chữ này nó hơi bị mờ đi một chút này. Chữ này hơi bị mờ đi một chút như này các bạn nhá. Còn Yamaha này, A5DB, con này là chạy điện 100, công suất là 150W và được sản xuất tại Nhật các nhá. Chữ ở đây nó hơi bị mờ đi, nhưng mà cái tem seri này, các bạn nhìn cái tem seri này nó còn nguyên luôn. Đấy, tem seri con này còn nguyên, tem bạc này, 102630. Đấy. Đường input, đường vào này, phono này, tuner này, AUX này. Đấy, chỉnh tép này rất là nhiều. Và đây là cầu loa này, cầu loa đây là dạng kiểu cầu loa là nhấn lên như này để chúng ta có thể nhét dây hoặc là mỏ chip. Và cầu loa ở đây nếu đánh loa chúng ta sẽ có hỗ trợ là nếu mà đánh một trong hai cầu, cầu A hoặc cầu B thì là đánh loa từ 6 đến 16 ohm, 6 đến 16 ohm các bạn nhé. Còn A cộng B đánh loa 12 ohm. Đấy, A cộng B thì là 12 ohm, còn A hoặc là B thì là 6 đến 16 ohm. Còn bây giờ thì em sẽ mở cái nắp lưng này ra để các bác và anh em chúng ta xem những cái linh kiện bên trong chiếc âm ly Yamaha A5DB hàng bãi nội địa Nhật này nhá.
Và đây là phần nội thất phía bên trong chiêm ly Yamaha A5DB. Xin mời các bác và anh em chúng ta cùng xem này. Tên là cục tăng phô này. Đấy, tăng phô này. Thiết kế mạch tản nhiệt xương cá rất là đẹp như này. Mạch tản nhiệt xương cá con này đánh 4 số than các anh nhé. Đấy, 3 chân của số than này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này. Tất tần tật những cái linh kiện bên trong này thì em sẽ cam kết với các bác và anh em là hàng chuẩn zin. Đấy, chưa qua sửa chữa cũng như là thay thế bất cứ một cái linh kiện gì bên trong cả. Đấy. Yamaha A5DB 4 so than, con này đánh công suất là 150W à, cũng nguồn này, tất cả cái linh kiện này còn zin nguyên. Em sẽ quay một lượt để các bác và anh em chúng ta xem kỹ hơn nhé. Tụ này, mạch tản nhiệt xương cá này, so than ở dưới này. Đây là phần phía mạch trên này. Đó, tất cả sẽ cam kết với các bác và anh em là hàng chuẩn zin nguyên bản, chưa qua sửa chữa, chưa qua thay thế bất cứ một cái gì bên trong cả. Rất tần tật. Còn zin nguyên. Và bây giờ thì em sẽ kết nối nguồn thiết bị này vào để test cho các bác và anh em chúng ta cùng thẩm âm chiếc âm ly Yamaha A5DB này nhé. Và vừa xong thì em vừa kết nối xong nguồn của thiết bị này, cắm điện 100 này, dây loa này. Đấy, bây giờ cắm nốt cái sợi dây AV này vào. Rồi, bây giờ em sẽ bật nhạc lên để các bác và anh em chúng ta cùng nghe thử nhé. Tiên mở nguồn này, sau đang đánh câu A này. Đấy, chọn đường vào là AUX. Đấy, mở to âm lượng lên. Chỉnh bát ạ. Đấy, ở đây có phần là chỉnh để chỉnh tăng giải cao lên các bạn nhé. Đấy, chỉnh tăng giải cao lên đây. Lao nốt này. Đấy, cái này hay một cái nó có điều chỉnh là cường độ của lao nốt các anh nhá. Đấy, mức cao nhất là flat ở đây. Xin phép cho nhỏ âm lượng một chút để thông báo giá đến với các bác và anh em về chiếc âm ly Yamaha A5DB hàng bãi nội địa Nhật chuẩn zin chưa qua sửa chữa, đánh 4 con sò than này, công suất là 150W, có mức giá là 2.850.000 đồng các bác nhé. 2.850.000 đồng một chiếc âm ly Yamaha A5DB. Mọi thông tin chi tiết về tư vấn cũng như là đặt hàng sản phẩm, các bác và anh em có thể nhắn tin, gọi điện hoặc là kết bạn Zalo cho em qua số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình 0835318889. Em xin nhắc lại một lần nữa là 0835318889. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác và anh em ở những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.